Tuổi thơ của chúng ta ai cũng đã từng chơi cầu trượt rồi đúng không? Mình còn nhớ có lần mình chơi cầu trượt tới nỗi mà mẹ mình phải cầm cái cây ra kiếm mình về đó các bạn. Đó là tại vì mình chơi lâu quá không chịu về. Nói chung là hồi nhỏ ai cũng mê chơi cầu trượt hết. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ thử thách chơi cầu trượt. Tại sao lại là chơi cầu trượt mà lại là thử thách? Cầu trượt ai chơi mà không được? Các bạn khoan đã, các bạn hãy nhìn trước mặt của bạn đi. Đó chính là một cái cầu trượt đúng không? Nhưng người ta đồn rằng cầu trượt này nếu như các bạn chơi 7 lần thì các bạn sẽ gặp được ma. Hôm nay mình sẽ vào thử thách kiểm chứng xem đó có phải sự thật hay không nha. Chúng ta vào luôn các bạn ơi. Get go. Hôm nay là mình đã gọi là mặc cái bỉm sẵn rồi nên mình đâu có sợ đâu. Rồi, bây giờ đây chính là cái cầu trượt. Để mình đi xung quanh xem coi cái cầu trượt này nó có cái gì ghê gớm mà người ta nói là chơi cái cầu trượt này sẽ gặp ma. Rồi, để mình xem coi trong cái ống này có gì không. Ui, mình chui vô được luôn các bạn. Khoan, đây, mình cho các bạn coi cái cầu trượt này. Nếu như bạn nào mà tin ý á, mà bạn nào yêu thích SCP, các bạn sẽ thấy là cái cầu trượt này rất là giống với SCP số mấy mình không nhớ. Bạn nào nhớ thì mình lượn bên dưới. Mình chỉ nhớ nó là SCP cầu trượt ma ám. Rất giống nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lên trượt vòng đầu tiên để xem coi có gì xảy ra hay không. 7 lần là gặp ma nha các bạn. Trượt cái cầu trượt này 7 lần là chúng ta sẽ gặp ma. Rồi, vòng đầu tiên các bạn. Vô. Đó, để xem coi có chuyện gì xảy ra không. Wow. Tuổi thơ ùa về các bạn ơi. Rưng rưng nước mắt. Chém gió thôi. Để xem coi. Đâu có gì đâu. Chắc có lẽ là chỉ mới lần đầu tiên cho nên nó không có chuyện gì xảy ra nha các bạn. Mình thấy là mọi vật xung quanh đều bình thường hết. Vậy thì chúng ta tiếp tục vòng thứ hai thôi các bạn, để xem coi chuyện gì sẽ xảy ra. Vòng thứ hai nha. Cũng hồi hộp lắm các bạn ơi, không biết là sẽ như thế nào đây. Vòng thứ hai chơi cầu trượt bắt đầu. Hình như là nó tối đi. Oh no. Xung quanh mình bắt đầu đã tối đi rồi các bạn ơi. Giống như kiểu là mình chơi từ sáng cho tới chiều luôn các bạn. Hiện tại bây giờ mình thấy cái thời tiết như thế này, mình nghĩ là khoảng 5-6 giờ chiều rồi. Vòng thứ hai trời bắt đầu tối. Các bạn thấy ghê chưa? Mình sẽ tiếp tục nha. Chúng ta phải gọi là thử thách các bạn ơi. Vòng thứ ba. Nó tối thui luôn rồi các bạn ơi. Giờ sao? Cho tôi về nha. Ôi, đằng kia có gì sáng sáng kìa. Nhưng mà hơi ghê ghê. Đi không nổi nữa rồi. Chân nó quíu rồi. Thôi cố gắng lại đằng kia coi cái gì các bạn ơi. Chân mình quíu luôn rồi. À, cái đèn pin. Mừng quá. Được một cái đèn pin các bạn ơi. Trời ơi, cảm ơn. Trời ơi, gì đây. Rồi, sử dụng đèn pin này. Ui, hay rồi, thấy đường rồi các bạn ơi. Thấy đường rồi. Wow. Nhìn cái cầu tuột này vào buổi tối, nhìn nó gọi là hơi u ám, hơi đáng sợ nha các bạn. Nhìn nói chung là hơi ghê ghê đó. Dòng này dòng thứ mấy rồi ta? Dòng thứ ba đúng không? Bây giờ đến dòng thứ tư đúng không các bạn? Wow, dòng thứ ba là trời tối hẳn rồi. Nhưng mà mình có đèn pin. Tiếp tục dòng thứ tư. Cô ai có đằng sau lưng không? Không có ai hết. Dòng thứ tư. Ý, có gì phát sáng kìa. Dòng thứ tư để mình đi xung quanh coi. Cũng chưa có chuyện gì xảy ra các bạn ơi. Mình chưa thấy hiện tượng gì lạ hết. Chỉ có gọi là khu rừng, không có người nào giống như lúc đầu thôi. Bây giờ mình sẽ lên đây để xem coi có tờ giấy gì nè các bạn. Mở tờ giấy này coi. Tờ giấy gì đây? À, một tờ báo. Một tờ báo các bạn ơi. Rồi, đây rồi. Small town, tại một thị trấn nhỏ. Tại một thị trấn nhỏ thì cái thị trấn này nói chung là đang giống như kiểu gì trời? Giống như kiểu là đang buồn bã các bạn ơi. Vì có một báo cáo rằng là kiểu như là có người mất tích các bạn à. Và thám tử đã bắt đầu vào đi tìm. Bắt đầu vào đi tìm các bạn ơi. Rồi bạn cứ tự dịch nha, mình chỉ dịch được sơ sơ vậy thôi. Rồi, vậy là nói chung là bài báo này nói là có chuyện xảy ra các bạn ơi, trong một cái thị trấn nhỏ. Hay là do người ta chơi cái cầu trượt này nên có chuyện xảy ra trời. Mình không biết nữa. Dòng thứ mấy rồi ta? Dòng này là dòng thứ 5 đúng không? Go. Để xem coi, mình không nhớ dòng thứ mấy luôn bạn ơi, chém gió hoài quên luôn rồi. Dòng thứ 5. Không có gì hết nha các bạn. Không có hiện tượng gì lạ hết. Rồi tiếp tục đi. Không có thời gian chờ được đợi được nữa. Mình đang nôn nao lắm rồi. Đang nôn nao gặp ma lắm rồi các bạn ơi. Nói giỡn thôi. Chứ thật sự đang rất là sợ đó.
Rồi bây giờ là mình sẽ chuột tuột xuống, nhưng mà mình sẽ nhìn lên trên coi có ai đứng trước mình nha. Dòng thứ 6. Không có ai hết các bạn ơi. Dòng thứ 6 rồi, có chuyện gì không? Vẫn cái khung cảnh như vậy các bạn ơi, đang là khuya. Mình nghĩ tầm này là 2-3 giờ khuya rồi, hay được gọi là 2-3 giờ sáng đó. Và chúng ta sẽ đi vào trong cái khu rừng này xem như thế nào. Không có gì luôn nha các bạn. Không có gì rồi đó. Vậy là chưa có chuyện gì hết. Và đây là dòng thứ 7. Để xem coi ma có thật sự xuất hiện khi mà mình chơi câu tuột này không. Vô. Let's go. Vô. Có ai đứng sau lưng không? Không có ai hết. Rồi. Khoan từ từ. Dòng thứ 7 rồi các bạn ơi. Và hiện tại mình thấy mọi chuyện cũng là bình thường. Ai, thì ra chỉ là lời đồn thôi, chứ thực chất không có thiệt các bạn à. Không có chuyện gì xảy ra hết nè các bạn thấy không? Oh no. Cái cầu thang nào nè? Sao toàn là cà chua siro không vậy nè? Hả? Hồi nãy mình đi đâu có đâu. Hả? Cái gì nó cử động kia? Mình nhìn giống như là một con sâu. Phải không các bạn? Nó đang cử động các bạn ơi. Hình như con sâu hay sao á. Từ từ thôi, mình đi từ từ thôi các bạn ơi. Ui. Chuyện gì xảy ra? Ủa gì vậy? Hả? Trời ơi, một cái tay. Một cái tay. Ôi, khoan. Mình nhìn cái tay này rất là giống với gọi là hạ trong Bobby Playtime phần 2, các bạn nhìn giống không? Y hệt luôn. Ôi. Nó kéo người đó đi đâu rồi? Khoan. Mình sẽ xuống dưới đây. Từ từ. Các bạn thấy cái tay đó giống như là cái tay mà gọi là lúc mà cái bà Mommy Lolet bà bị mình tiêu diệt á, có cái tay kéo bà không? Cái tay này y hệt luôn các bạn. Hello. Hello. Mình vô không được các bạn ơi. Hello. Không được. Vậy là chắc chắn là trong cái ống này nó có ai rồi. Bây giờ mà mình tuột xuống chắc coi khi mình bị bắt luôn không trời. Ghê quá các bạn ơi. Vậy là có thiệt nha các bạn. Khi mà các bạn tuột cái lần thứ 7 á, thì các bạn sẽ thấy một cái hiện tượng lạ rồi đó. Ê, có người nào mình xuống đây nó bắt mình không ta? Xuống luôn nè. Ủa sao dài vậy? Ê, sao dài vậy? À, cô. Trời, con chuột chạy các bạn ơi. Rồi, mình thấy có chuyện gì không ổn rồi các bạn ơi. Rồi, trời tối đen. Ôi, cái đèn pin của mình nó sắp hết pin rồi. Come on. Ui, sau lưng mình có ai không? Mình đi đâu vậy? Sao cái công tường này hồi nãy? Cái gì đây? Giữ để chạy hả? Ơ, khoan. Ê, khoan. À, mình giữ để mình tuột các bạn ơi. Có ai đây sau lưng mình không ta? Hình như không có ai các bạn ơi. Đây mình giữ cái này để mình bò các bạn ơi. Mình bò các bạn. Ê, sao tự nhiên đang chơi cầu tuột mà tự nhiên vô cái ống này trời. Cái này là cái hang chứ phải cái đường ống các bạn ơi. Cái này giống như một cái hang nhỏ xíu à. Phải bò rất là mệt nha các bạn. Có ai sau lưng không trời? Mình đang nhìn có ai sau lưng không? Không có ai hết. Uầy, tại vì mấy cái vụ mà bò, mấy cái kiểu mà bò kiểu này nè. Ôi, uầy gì vậy? Uầy, nó tự trượt luôn các bạn ơi. Hình như là đang, cái này là cái đường ngang cái dốc. Có ai không? Hello? Có ai không? Không có ai hết, vậy đi ra thôi. Vậy là cái cầu tuột này nó sẽ đưa chúng ta đi tới một nơi khác nha các bạn. Mình sẽ đi tham quan xung quanh xem như thế nào. Ở đây nó sẽ có một cái gì? À, một sợi dây xích khổng lồ. Trời, xích ai mà cái khổng lồ vậy? Có cái cầu thang nè các bạn. Chắc là mình sẽ đi lên cầu thang này quá. Để xem coi có chuyện gì xảy ra không. Đi thôi nào. Get go. La 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 la. Phải làm vậy cho đỡ sợ các bạn ơi. Tại vì vậy. Ui. À, cái con sâu hồi nãy. Con sâu hồi nãy. Ui, mà khoan. Vậy là chắc chắn là cái bàn tay màu đen hồi nãy đang ở trên đây các bạn ơi. Cẩn thận nha. Ồ. Gì đây? Ui. Cà chua siro. Sao lại ở đây? Xung quanh đây có gì không? Không có gì các bạn ơi. Tối tui à, mình không dám đi luôn á. Ui. Các bạn. Ui, nó mở cửa. Vô. Ui, cái gì này các bạn? Nhìn giống như là một trái tim ha. Nó đang đập thình thịch kìa. Còn có siro nữa. Cái gì đây? Giữ E để chúng ta remove cái chain, là remove cái sợi dây xích này nè. Rồi. Woo. Yeah. Thành công một bữa rồi. Chắc là mình phải gọi là làm cho cái này nó rớt xuống hay sao á. Giữ E. Hay lắm. Come on man. Ở dưới này có gì không? Không nhìn được các bạn ơi. Vô. Rồi. Hay lắm. Come on.
Cố lên. Đấy. Rồi. Ui, cái này nó đang đập nhanh hơn hồi nãy đó bạn ơi. Cái gì đây, phát sáng này đây. À, giữ cái này để chúng ta gọi là mặt. Ui, cái gì đây kia đi. Quê. À, xoay cái này à, cái này nó xoay lên đó bạn ơi. Ui, nó thả xuống rồi kìa. Có gì dưới không? Ủa sao nữa? Khoan. Nó thả xuống rồi các bạn ơi. Khi nào nó dừng lại trời? Để mình xem coi khi nó dừng lại như thế nào các bạn ơi. Đó, rồi dừng rồi. Cứ mở ra ngoài. Yeah. Đó, các bạn thấy SCP cầu trượt ma ám chưa? Đây mới là sự thật về nó. Ai vậy? Hello. What's your name? Clem kem chuối. Đi lẹ. Oh no. Đường nào tới bây giờ hay là mình nhảy xuống đây trời? Nhìn lên kìa. Hello. How are you? Thôi. Ui. Chạy, còn nhìn nữa chứ. Khổ thiệt á. Chạy nào. Yeah, thoát rồi. Thoát nó rồi các bạn ơi. Come on. Đừng có nói dí theo lưng mình nha. Đúng không? Chắc không phải đâu. Ôi, đi dí xuống lưng mình. No. Đừng đi bác. No. Nó sau lưng mình các bạn ơi. Hồi nãy mình thấy rõ ràng cái mặt của nó luôn mà. Đúng không? Này nè các bạn nhìn này nha. Hình như nó dí. Đó. Ôi. Quay. Nhanh lên. Cái đường này giống cái đường giống hồi nãy mình đi cái cầu tuột mình đi vô các bạn. Giống y hệt luôn. Bò. Sắp ra ngoài rồi. Chưa. Come on. Sau lưng mình có ai không? Yeah, bye bye. See you now again. Thoát rồi. Khoan. Chưa à? Ui. Vẫn chưa các bạn ơi. Sau lưng mình không có thấy ai hết vậy trời. Ê, đừng nha. Cái gì vui thôi, đừng vui quá nha. Hả? Có ai không? Mình đang muốn nhìn coi nó có bò theo mình không. Chắc là mình bỏ xa nó rồi các bạn ơi. Cái này là... À, cái ống còn chuột hồi nãy. Ui, kìa nhìn sáng rồi các bạn. Yeah. Cầu tuột đúng rồi. Oh. Cái gì vậy trời? Sign in the wood.